No. This is to then to the Điện tử. to then to the email the vocabulary hop to inbox Hộp thư. hop to yeah hop to then incoming Hộp thư đến. mail receiving mail hop to GD sending mail outgoing mail is in the mailbox we have there's so we have a mailbox and then hop to and then from others and hop to then incoming mail it's email send GD so GUI means send Yeah. okay to that subject Tiêu đề. to that okay Subject. ngôi GUI Gender. sender Yeah. ngôi nhân recipient ngôi nhân Người nhận. người nhận okay Yeah. link em attachment like when we send email we use some photo or we use a file so we need to attach the photo and file and din ken Đính kèm. ken yeah Achievement. yeah Achievement, yeah right? yes attachment to rack spam Tư mail ra. to rack the spam mail Ừ. rack what is a rack mean in Is Yes. have some email Yes. with read Yes. it. We don't Yeah, want. Yeah. read yeah. For example, advertisement or Habit some. mean when we don't use anything or so we put in the trash. Yeah. Okay. That is mean like that. Okay. Loot to archival. Is archival means. A Some child. archive, loop, and saving. Keeping memory, keeping, like a storage. Loot to. And this is, for example, when we make a vocabulary, we are using like this, and then after studying about email, we can choose one important word from here. For example, what word is important from 9 words? Important one. What do you think? You choose one. Important word from 9 words. Nine were important Yes. because yeah, I mean, when we you say get, for them. yeah. I mean, you pick one word here. You choose one word from nine. Nine. Yeah. Here are 9 words from more to more than chin. Yeah. And for example, I tried to luchu. For example, I choose this luchu. Luchu. And then
When I make this content to study here from email, I already have 9 words, and then from Luchu. And here we can make reference for us here, not Korean, English, because you study English. So, yeah, English. And then I go for ChatGPT. I use ChatGPT to make a reference. So here I can copy with these three things. Then I can get content to study vocabulary and sentence. You can see that. This is two way to find another step for the next study, building the vocabulary, something, Luchu, storage archiving, Baogan, Hoso, Tailu, Julu, Go, Duvenso, Luchu Damai, Saulu, Hukoi. And then here with the we need a conversation. When we study basically and the vocabulary and sentence, here 9 sentence, and then again conversation. These three are very important. Vocabulary, building vocabulary, sentence. When we understand the sentence, we can make sentence, and then we can learn about grammar, nupa, grammar, and also like me, and then we need to know about conversation. This is a way to find some reference. Here, I can get the reference for next study in about Luchu. Already we have 5 sentence, and then here conversation, short conversation about Tengbet and English. Okay. This is a new one. Already I make it now. So, but like this, we can make reference by using AI. AI is a useful tool to make reference. Okay. Now we study about the sentence, 5 sentences. Can you read one sentence one, Cao Mo? Tôi nhận được một email từ bạn trong hộp thư đến của mình. Yeah, tôi nhận được một email từ bạn trong hộp thư đến của mình. Do you understand the meaning of the English? I received an email from you in my inbox. Yeah, in my box. Okay. Yeah. Okay. And Gao, hi. I received an email from you in my inbox.
Thư điện tử này không có đính kèm. Chứ diễn chứ này không có đi chém nào chưa diễn You can fix like this. Thư điện tử này không có file đính kèm. Không có tệp đính kèm. It đến kèm have no attachment. Yes. Thư điện tử này chưa diễn không chưa có này tệp không có tệp đính kèm nào tệp. đính kèm là attachment. So Yes. no attachment. Yes, I know, I understand. And Không then có đính kèm. tao vá. Đồ bán. Tiêu đề của email đó rất quan trọng. Chủ đề của email đồ rất quan trọng. Chủ đề là subject. Đẹp. This email subject very important. And cao vốn. Attachment. The subject of that email is very important. Câu 4, tôi sẽ lưu trữ email này để tham khảo sau này. Tôi sẽ lưu trữ email lại để tham khảo sau này. The meaning of English? I don't see it. English? I will say You this can sing. email. You can sing. I will say this email from Archive. I don't want to come Lưu trữ. lưu Keeping. để tham khảo I don't know save Tham lưu trữ khảo. save. Tham khảo sau này. Sau này. After. But tham khảo, I don't know this tham Meaning. khảo. Tham khảo. Maybe after. Lead. Maybe see. Let me check. Future reference. Reference. Tham khảo. So and then Reference. I the important email we can keep So, Lucho. I don't. Archive. Can I speak like that, like this? I will say this email for reference. For example, I After reference. So and then it's simple. I'll save this email the email is important, so I'll save because Yeah, I okay. don't delete it because this email is very important. Very And important, then yeah. so and then I will archive then to say lưu email like the tham khảo because and then I will read it someday. Okay, cao lắm. Okay, wait me a little bit. I beg now. Okay. Câu 5. Hộp thư của tôi đang bị quá nhiều thư rác. Ok, hộp chữ của tôi đang bị quá nhiều chữ lắc. Ok, hộp chữ của tôi. Của tôi là mày. Mày. Hộp chữ là inbox. Inbox Đang bị getting chữ lắc. Chữ received lắc. Spam. too much fun. Nè, Yes. mày Too much getting it mean nhận. spam. Bị quá. Oh, so câu 4, different with us. I will archive this email for future That is review num cao cao bom cao bom reference.
tôi sẽ Đúng lưu rồi, mình trữ mới hình trả ảnh lời. lại để là tham khảo sau này về sau bom Professional, right? professional. Yeah, Little. more than when I say Yeah, because it's a maybe the simple word seems it's a simple typical word, word, but and the archive no, means I will achieve this yeah. email for Teacher. future Yeah. the reference Reference. Okay. reference. Okay. My Let me. inbox is getting too much spam. Yeah. How I can say câu 4 tiếng Anh? Câu is me. Tempo. Tam câu. Câu, câu, câu. Tiếng Anh. Reference. Đọc là gì? Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4. Let me Number see. one, number two. I'll try to read this. I'll try to read this 5 sentences in Vietnamese. Okay, keep reading. Tôi nhận được một email từ ban chủng phòng từ bên của mình. Từ đến từ nay không có tin kém nhau. Chủ đề của email đó rất quan trọng. Tôi sẽ lưu trữ email lại để tham khảo sau này. Hộp chữ của tôi đang bị quá nhiều chữ lắc. Maybe I think you're not good. What do you say? It's difficult. Maybe tôi nhận được it's okay. More email, more chữ bạn. Chữ bạn okay. Trong hộp chữ gen, okay. Chữ gen qua mình. Oi. Chữ gen chữ này. Không. Không có, okay. Không có. Đinh, không. Kem nhau. Không, không. Kem nhau. Tuesday, không, đều, không, Tuesday không, Tuesday qua email, qua không, đồ chất, quan trọng, quan, không, trong không, tôi sẽ lưu, chú, sau này, ok. Hope to của tôi, ok. Đang đi qua New to luck. Very good. Very good. Okay. Just I think in 50% I can get. Okay, because you know when I speak English the same. Okay. And I know wrong too much, wrong a lot of words. Yes. And the Google cannot hear me. Okay. Cannot hear my voice. Oh my Okay. God. Okay, I so really see. I received an email from you in my inbox. Inbox. Yeah, can you tell me Inbox. the Cao Thiên bit? Tôi nhận được một email từ bạn trong hộp thư của tôi. Okay, tôi Nhận được. Nhận được. nhận được email Một của email của bạn. tư bán Của trong bạn trong trong hộp thư của trong tôi. tư 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 impact là gì? Inbox is mean hộp thư, trong hộp thư của tôi. Qua tôi. My inbox. Yeah. Trong 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 chữ hộp thư của tôi. qua tôi okay. Cao hai, this email doesn't have any attachment. Email doesn't have any attachment. It means email này Email không lại có không có file đính kèm. hai đến kẹp Yes, này. không không có cái gì hết. Không có Okay. nội dung. Understand on the hiding cap. The subject of that email is very important. Yeah.
today still qua email này đồ 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 email đồ là rất quan trọng. Chủ đề của email đó rất quan trọng. Ok. Câu bốn. Tôi sẽ lưu trữ. Tôi sẽ lưu trữ. Email lại. Do cam tam quan. Để tham khảo. Tham khảo sau tam khảo sau sau này yes future sau này I will archive right okay I will archive this email for future yes for future reference reference for future reference this yeah email tham khảo references sau này tam tam future tam tương lai. Okay, câu 5. My inbox is getting too much spam. My inbox is too full. Too full qua min là có too new, too lack. Okay, Hộp thư của new tôi too có quá nhiều thư rác. qua new too lack. Qua new too lack. Có quá nhiều thư rác. Là Too qua much. new qua neutral Quá nhiều. qua neutral okay Okay. okay we have a conversation here I think absolutely let's have a friendly chat about email Have you ever had any funny experience with the email, like accidentally sending a message to the wrong person or receiving a hilarious email from someone unexpectedly? Do you understand? Hilarious, it means Hilarious hilarious. Funny. Laughing. Funny. Fun. Funny. Yeah. Hilarious Okay. email. So, Email from yes, someone email. unexpected. Unexpected. I don't expect it. Yeah, unexpected. Somebody. For example, not polite. No. Unexpected Not means polite. someone who send the email, but that is an unexpected person. For example, yeah, famous actor send you email. Famous singer send you email. For example, unexpected email. Yeah. Okay. Tiếng Việt, would you read Tiếng Việt? Tất nhiên hãy trò chuyện thân thiện về email nhé. Bạn đã từng có những trải nghiệm thú vị nào với email chưa? Như gửi nhầm tin nhắn cho người không đúng hoặc nhận được một email hài hước từ một người không ngờ đến chưa? Okay, I'll try to read it. Tất nhiên là hãy trò chuyện thân thiện và email là bạn đã từng có những trải nghiệm thú vị nào với email chưa? Như khi tâm tin nhắn cho người không đúng hoặc nhận được một email hay hoặc từ một người không ngờ đến chưa? We check out the meaning together. Tất nhiên. Tất nhiên là absolutely. Absolutely. Yeah, absolutely means definitely, absolutely, exactly something. Tất nhiên. Tất nhiên. Hi means hey, let's do it. Hi. Let's do it. Let's go. Hi D, right? Let's go. Yeah, hi D. Hi D. Didi. Didi, okay. Yeah. Hi Chuen là chat. Chuen chat. Yeah. Tan Tien. Tan Tien. Friendly. Tan Tien friendly. Let's have a friendly chat. Yeah. About email. Yeah, friendly chat. Let's have Where about email?
email, eh? And banda thung là Have you had it. ever Yeah, had experience any? banda thung. Have you ever had the Have banda you thung? ever had Thung là experienced ever. any? Go nung trải nghiệm. Trải nghiệm là experience. Experience. To be là funny or interesting. Do we now? Bố email chưa? With email. Chưa là experience. Have you ever? Anh cầm chưa? Chưa. Have you ever? So cô nhung trải nghiệm to be now với email chưa? So cô email chưa? Have you ever got email? That question, something like. And then new là like the Like yeah accidentally. jiao to preposition. Accidentally means you are sending nam jin yan cho nhui kong duc. But accidentally là Tai nạn. tiếng Việt là Tai nạn. tin nhắn Nhầm lẫn. nhắn. It mean wrong or mistake. Yeah, wrong person. Mistake. Wrong person Yeah. là nhui không. Sai sai Nhui người. không. Cho nhui không. Sai người không đúng người. Yeah. Not right person, wrong person or mistake. Yeah. Nhui không. Like Đừng. accidentally sending a message to the wrong person. Like accidentally sending a message to the Yeah. wrong person. Yes. Receiving. Hilarious. Yeah. Hilarious. Email Hilarious from là nhắn được someone. một email hài here hài hước. Hài hước. An Hài expensive. hước là hilarious. It means Hài surprise. hài Expensive, right? yeah, hài hước. Unexpected. It's Unexpected là nhồi no, không. no. Ngô Không ngờ đó. Yeah, ngạc ngô nhiên, đèn surprise. ngô đèn ngô đèn rồi. Okay, would you read one more time tiếng Việt and then I'll try to tiếng Việt with the microphone. So nung jong nội yeah. Tất nhiên, hãy trò chuyện thân thiện về email nhé. Bạn đã từng có những trải nghiệm thú vị nào với email chưa? Như gửi nhầm tin nhắn cho người không đúng hoặc nhận được một email hài hước từ một người nào đó không ngờ đến chứ? Yeah, I'll try. Thanh nhiên, Đúng. okay. Thanh nhiên. Tất nhiên. Thanh nhiên. Thanh nhiên. Absolutely. Thanh nhiên. Hai cho chuyện. Thanh nhiên về email lẽ. Bạn đã từng có những trải nghiệm thú vị nào với email cho như quý năm tin nhắn cho người không đồng hoặc nhận được một email hài hước từ một người không ngờ đến chúa. What do you say? Let me check. I'll keep try because when I check out my long pronunciation at the time I understand what my pronunciation is important. So and tan yen, very good, tan yen. And then hi cho okay, cho chuyen okay, tan kien ne. Và email là chung cô chung chung phong tung cô nung nung mà nung nung mà đây là nung trải nghiệm no
tu về này tô cuối năm cuối năm tin nhắn ok tin nhắn chỗ okay. Ngồi actually the person is very typical for me ngồi Người 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 nha người 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 không không đông tuần người dạ ngơ ừ, nồi nhân à, một Okay, mẹ so I can lay again. ok I can. I hope chú một nói đến chưa chưa I no absolutely. chưa 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 Absolutely, à. let friendly chatting for email Yeah. about email. Have Have you you ever ever had it? Yeah. experiences with email, Yes. like send mistake for wrong person Yes, long pass. or receive funny email from Someone. Người. Yeah. someone unexpected. Expected. Peter, yes. Yes, very good. Yeah, unexpected. Mong nhoi một. Okay. It's been hài hước. Hài hước. It's okay. I need to learn. Oh my God, you sent for me, but I never. Okay. I need to learn. I need to read. This one much easier. Yeah. And then friend said, "Hey, how's your email inbox looking these days?" And then you can use you. You can oh you say. Oh, it's a bit overwhelming. To be honest, Honest. I'm Yeah, H is no sound. To be honest. 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 No, H is no sound. Okay, honest. 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 Yes, to be honest. I got quite a few unread emails waiting for me. Have you ever accidentally hit reply all when you met to just reply to one person? Definitely. Definitely. Yeah. Definitely. Absolutely. Same Oh, thing. Yeah. definitely doesn't happen it to me more times than I'd like to admit. Can be embarrassing sometimes. Yeah. Do you have any email pet peeves? Oh yes, when people don't use clear subject lines, or when they send really long, rambling emails without getting to the point. Okay, we are by reading Vietnamese, and then you can understand much more. This is Thiên Việt. Hey, học chữ đến từ qua bán thế nào dạo này? Bạn. Ok, thật ra là hơi bị nhiều. Mình có khá nhiều email chưa đọc đang chờ đợi mình. Bạn đã từng bấm nhắm trả lời tất cả khi bạn chỉ muốn trả lời muốn ngồi xuống. Một người chưa? Muốn Ừ, ngồi chắc chắn xuống. rồi. Chắc chắn rồi, điều đó đã xảy ra với mình.
nhiều lần hơn là mình muốn thừa nhận, đôi khi nó có thể gây ngượng ngùng. Bạn có những điều mà bạn không thích khi nhận email không? Có chứ. Khi mọi người không sử dụng chủ đề email rõ ràng, hoặc khi họ gửi email dài và lung tung mà không nói vào vấn đề chính. Okay, we are reviewing about English in Tiếng Việt. Hey, hope you didn't to qua bạn your email then to hope you then to là your inbox then to email back thế nào Your dạo inbox. này. Hey, how about your inbox Inbox yesterday? now. Yesterday, Dạo right? Hey, how about your inbox yesterday? Now, thế nào dạo này. Oh, tất tất là hồi ví như cứ có trong mà really really too much Dan, Dan, Dan too Phi, Charlie, many many definitely, definitely definitely definitely, Oh, definitely, ta là hồi vì too như much. definitely Oh, mình có definitely. cả nhiều email chưa được đăng chỗ đôi Have mình so much email, not yet too read. much email too many email tôi have I have too much I email have too much email. I should read I shouldn't read and chỗ 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 tôi waiting. chỗ what is chỗ means Chưa is mean not yet. not yet so Yeah. tôi waiting tôi Chờ wait đợi, waiting. waiting Waiting. waiting to read Yes. it so need to read it okay Benda từng bám nhận từng ever bám nhận means Ever you bạn nhà standing together trả sending? lời Yeah, together for tất cả thì everyone. when Yeah, bạn chỉ muốn trả lời one while person you muốn want như chữ read for one person. trả lời là answer 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 is mean read. understand Okay, I reply. understand chắc chắn lỗi absolutely yes Absolutely. really you do Absolutely. this is the sai la meaning of sai la happening Yes. it's more happen sai This la is happening. sai la is a This boy mean is you happening lan hôn with me là mi muốn chu nhận many, many times. So 1 minute left. So maybe after weekend, maybe next week we can study. During the weekend, I busy. Sometimes, I mean that one minute left. 1 minute left. So weekend I'm busy. Tomorrow is weekend Saturday okay. the do by Chunyat. So không thể hope. And then chúng ta có thể hope look chỗ Tuần sau to vào make to high tuần sau. Yeah, vào đầu tuần sau. It means the first weekend, new weekend. Can you send for me? And I think your this is your email box you